Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với chúng ta cách sử dụng máy bơm nước để dẫn nước cung cấp tưới cho cây trồng. Vâng, thưa các bạn, đây là những cái luống vườn màu đang trong cái thời điểm là cần nước nhất. Tại bây giờ tôi thấy là những ngày này là những ngày trời rất là nắng, chính vì vậy mà cần phải được cung cấp nước đầy đủ. Vâng, và đây là cách để chúng ta bơm nước để tưới cho cây trồng của chúng ta. Vâng, sau một thời gian thì chúng ta thấy những rãnh nước ngập đầy, những rãnh của chúng ta ngập đầy nước. Vâng, thưa bạn, và đây là những cái lúc máy của chúng ta đang bị vấn đề về kỹ thuật. Chiều nay mới gầy à bác? Làm mắc câu sáng nay cháu lại sụn.
Vâng, video ngày hôm nay mình giới thiệu với chúng ta đã hết. Xin chào và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video.